Vâng, hôm nay em lại có mặt ở tại Suối Giây, Tây Ninh. Và cũng như quen thuộc. Vâng. Thì các bác đã biết rồi. Trước mắt của các bác và em hôm nay là hai siêu phẩm mà em muốn giới thiệu cho các bác hôm nay, là hai đầu máy cày Mersey Gusen các bác nhé. Hai cái, một cái xanh và một cái đỏ, rất đẹp. Để các bác biết thì cái chiếc này là chiếc đời cũ và chiếc này chiếc đời mới. Hai chiếc đều hai cầu, hai chiếc đều hai cầu hết các bác nhé. Và chiếc xanh này cũng hai cầu đây các bác này, đây hai cầu, rất thâm hũ, rất khủng khiếp cái cơ bắp các bác nhé. Rồi và chiếc này nữa đời mới cũng hai cầu, có cabin máy lạnh đầu không các bác ạ, có cabin có máy lạnh để không. Chiếc này là TN New Zealand TN 75S, còn chiếc kia là Mersey Gusen 2220. Rồi em báo giá cho các bác luôn. Trước khi em báo giá thì em có tâm sự với các bác một chút. Đây là của một người anh, một chủ của một đồn đèn cao su mua về để phục vụ cuộc sống cho gia đình, để phục vụ trong cái đồn đèn đó, và đến bây giờ cũng đã làm xong và cây cối đã lớn, bây giờ không dùng đến nữa và cũng không để làm gì, chỉ để phun thuốc các bác nhá, chỉ để dùng để phun thuốc đây này, thế thôi chứ không cày nữa bác nhá. Đây chỉ dùng phun thuốc, và chiếc xe này hầu như là để nằm đây không dùng đến, chưa làm đến, không dùng đến các bác nhá. Và gọi điện cho Lê Tuấn xem trên kênh, và Lê Tuấn lên để hôm nay review báo giá cho các bác biết hai con xe này, ai mua một lúc 500 triệu hai con. Bây giờ bớt xuống các bác nhá, bớt xuống còn 450 triệu các bác nhá, 450 triệu hai con, 450 triệu hai con. Đấy. Còn 450 triệu nếu ai mua một cặp này, một con tức là New Zealand TN75S hai cầu, và con này là Mersey Gusen 2220 có nha. Đấy, nếu ai mua một cặp luôn thì chủ nhà sẽ bán cho chúng ta 450 triệu. Tất cả cabin máy lạnh, xe cộ đang nguyên đai nguyên kiện zin nguyên bản các bác nhá, của một chủ trang trại không làm đến nữa và bán. Về hình thức ở ngoài em muốn giới thiệu với các bác rất đẹp nhé, kiến củng các thứ và đầy đủ hai cái đấy. Và cái này năm số đấy. Về về giới thiệu sản phẩm chi tiết thì em không rành lắm, mà về máy cày em chưa rành thì em không dám nói về cái chuyện này nhiều, nhưng em chỉ review báo giá phía ngoài, còn máy móc thì không chê được, bởi vì nói về loại máy này thì em và các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ, chỉ có chuẩn chỉnh đầu lên đúng không, không cần phải nói nhiều ở cái giai đoạn máy móc mà phải nổ các bác nhá. Đấy, một lúc hai con này mà phục vụ thì ta nói một câu là rất chỉ là ngon lành rồi, không có phải là thuộc diện là bắt làm nhiều đúng không? Con nhà giàu các bác nhá. Và chủ nhà đây là cái nhà của trang trại của chủ nhà. Vâng, và đây chủ nhà đã tiết độ bên này. Đấy, tay lái chỉ cần nhẹ nhàng một tay. Đấy các bạn. Gió thổi lông lông nữa các bạn, mát cực kỳ.
rất thơm tho và rất gì là mới, và là đang còn thơm luôn, cực kỳ đẹp. Đây là hệ thống điều chỉnh trước bàn thờ của chiếc máy cày 2220 này. Đấy. Tất cả mọi chỉ số trên đồng hồ và tắp lô, từ dầu cho đến hơi cho đến tất cả máy lạnh, xi nhan, đèn kèn, đầy đủ, điều hòa nhiệt độ, đầy đủ các bác nhé. Tất cả mọi ga ghét, mọi thắng thế đầy đủ ga đây. Đấy. Ôi cái này gì là? Cái này gì anh? Cái này cái gì à? Dạ. À ga. Vừa nãy giờ ga không thấy lên. À thế à? À đây rồi, rồi. À. Rồi đúng rồi. Nó tự động các bạn. Số đây. Tất cả mọi hệ thống TBN ở đằng sau. Cài. Và tất cả đầy đủ, đúng. Tất cả máy lạnh đầy đủ, điều hòa nhiệt độ. Đối với option là quay chung là Omega, các bác nhá, đầy đủ hết, tức là full hết luôn, đầy đủ, rất đẹp. Tay lái này, này, tiêu chuẩn nha, rất nhẹ nhàng. Đây, này vừa lái vừa hơi bị đẹp. Ok. Rồi. Tuyệt vời các bác nhá. Đó. Đây có hai giá đỡ móc luôn. Để các bác này. Vào đây. Có đầy đủ luôn nhá. Tất cả mọi R28. Rồi là ra. Quá xịn sò. Rồi 2017 quả rất mới luôn các bác nhé. Đây vỏ cực kỳ. Vỏ
gọi là buôn đốt trần hết luôn các bác nhé, không cần phải nói gì. Rồi các bác, con này là đời mới các bác nhé, 2017 còn đời mới. Mercedes 2220 còn con này là New Zealand. Đấy. Rồi em mời các bác, riêng dàn này không bán nhá, dàn chỉ thuốc không bán, bây giờ chỉ để chỉ thuốc chơi. Và tiếp tục em này là New Zealand. Đấy, New Zealand. Mười hai bốn ba sáu. Rồi, cái này cũng full nốt trần hết luôn các bác nha. TN75S New Zealand. Rồi, em này thì đầy cũ vậy nha, và cũng là full luôn. Đây, hai cầu hầm hố cực kỳ. Các bác thấy chưa? Rè, quá chuẩn và quá chuẩn men luôn các bác. Cực kỳ dã man, cực kỳ đẹp. Vâng, hai con các bác chia ra cho em. Con này 450 triệu, hai em 450 triệu. Trong tầm phân khúc các bác alo cho Lê Tuấn 0394 326 198. Em vẫn là người dẫn các bác đến làm việc với ông chủ của em hôm nay. Đấy. Rồi anh ơi, rồi anh nổ tiếp này cho em luôn. Review cho anh em, những người các bác nào đang cần New Zealand hoặc Mercedes Gusson trong hai em này các bác nhá. Đấy, nếu bác nào lấy hai con một lúc 450 triệu các bác nhá, còn lấy lắt nhất từng con một thì 250 triệu một con. Đấy, báo cáo với các bác như vậy. Rồi, và bắt đầu em mời các bác cùng em tiếp tục xem bác chủ của hai em xe này test máy để cho các bác ở xa các bác xem qua màn ảnh nhỏ của em. Em đang trực tiếp cùng với bác chủ đề máy và báo giá cho các bác ngay trong giờ phút này, để bác nào đang thích hợp trong dòng tiền 500 triệu hai con, hoặc các bác lấy một con cũng như em đã nói. Đấy, rất mong các bác theo dõi tiếp tục chương trình của em. Mời các bác. Rồi, em này là New Zealand TN75S các bác nhé, hai cầu, rất thầm hố, rất đẹp. Máy thì không cần gì phải nói, chỉ chờ nổ máy lên là tất cả xung phong. Đó, bắt đầu. Trước khi khởi động máy lạnh đầy đủ hết các bác nhé, tách cái là nổ luôn. Nhất luôn, thao tác luôn, nhất. Tức là hai con đều sới đều cày các bác nhá, hai cầu. Và hiện bây giờ xe này không phải làm việc, chỉ có đi bơi tưới nước và bơm nước và phun thuốc sâu. Rồi. Đây là thao tác đi lên xuống nha, rất nhẹ nhàng, rất chuẩn, rất nhẹ nhàng các bác. Đây, quá chuẩn nguyên. Nếu như các bác bỏ đồng tiền 200 mấy chục triệu, các bác xài con này và nó cực kỳ hầm hố và cực kỳ là dã man luôn, đã mới hết luôn. Em nói vậy. Có thấy chưa?
rất nhẹ nhàng, chỉ cần một tay thôi các bác nhé, một tay nhẹ nhàng. Rồi, mọi thao tác chuẩn men, chuẩn chỉ, không có gì để nói. Còn mới y nguyên. Chủ nhà khí chưa? Đây này, toàn bộ đang còn body cực kỳ đẹp. Đây các bác, đây, những tất cả đèn để cực kỳ chưa? Phun nốt sầm hết toàn bộ. Và đây là cái này, cái gì ta? Một cái nón bằng cá sấu các bác nhé. Nếu bác nào mua cái này tặng luôn cho bác vừa sấu và một cái đai của một người du mục. Đai du mục. Có đai luôn. Ừ. Tức là được tặng thêm cái này là của những người đi du mục. À. Những cái người này là dùng để đi chăn cừu hoặc ấy trên sa mạc. Tăng nguyên tức là nguyên full nhất thần luôn mà. Tức là body á, body. Body còn nguyên. Đã, body còn nguyên. Còn đây là Lê Tuấn hôm nay đang trực tiếp review trên con xe New Zealand STN 75 các bác nhé. Và có nguyên một cái này cho các bác nào, tức là cái này dùng đai trên du mục của Thảo Nguyên và một chiếc nón cao bồi các bác nhé. Đây, đây nón cao bồi. Cái này nó bị xì. Đây các bác, cái này là để đây. Đó, đây này. Là chiếc nón rất đẹp. Còn đây là nón Lê Tuấn rồi, thương hiệu. Rồi các bác nhá, bắt đầu em đi vào chi tiết tiếp này. Body này. Này, đây. Tung tung tung. Đấy, các bác thấy chưa? Đánh nhạc luôn. Bắt đầu từ đây là nhiệt độ này. Rồi tất cả hệ thống chỉnh này. Rồi bắt đầu bằng nhiệt độ này, công tắc này, cần gạt này, và thứ hai là cần số này, thứ ba là thắng này. Rồi và đây đi học rất nhẹ nhàng. Okay. Và đây chuẩn chỉ. Thứ hai là bắt đầu cho chúng ta, tức là từ các công năng tác dụng của cái bàn thờ đó nha, có cả luôn cả cái nước thơm, nước hoa và tất cả đây, cái này, có thấy chưa? Này, có một tay thôi, một tay, rồi ok, rất nhẹ nhàng các bác nhá, phun hết luôn, rồi các bác rất chuẩn chỉ, đấy và phía xa, đây các bạn, cực kỳ, mỗi khi mà có tiền thì ok các bác nhá. Không có gì mà không làm được, cái miếng là có tiền là chúng ta đã sử dụng được ngay. Cực kỳ mát luôn, mát được. Rồi. Và máy đang nổ đây. Rồi, ok các bạn. Đây. Ok chưa? Cực kỳ đẹp. Đây. Bye.
Rồi, và cuối cùng thì Lê Tuấn cũng đã hoàn tất cho chúng ta một video báo giá hai em, một em New Zealand là TN75S và một em Mercedes Huson 2220. Nếu bác nào mà muốn lấy hai con thì 450 triệu, còn bác nào lấy một con thì cứ 250 triệu các bác nhá. Đều máy lạnh, đều hai cầu như nhau, máy móc đa nguyên đại nguyên kiện, rebaurin đầy đủ cho các bác. Vâng, và cuối cùng thì Lê Tuấn cũng xin dừng video tại đây. Các bác nhớ thấy xe đẹp, xe zin, xe ngon, cho Lê Tuấn một like. Và bác nào đang muốn có xe đẹp mà cần muốn bán, cho Lê Tuấn điện thoại cho em 0394 36198, em là người đến và review bán cho các bác. Hôm nay em sang đây là bán được một chiếc xe Ford 4600 tại ấp Đồng Kèn, huyện Tân Châu các bác nhá. Em bán xong rồi em lại đây để giúp người anh trưởng một nông trại để bán hai con này. Và trong khi đó có cả mọc, và mọc lớn mọc nhỏ các bác nhá. Mọc này 20 triệu, mọc kia 40 triệu, mọc bánh lết và có nhiều dàn cày. Bác nào thích thì các bác alo cho em, có cả dàn sới các bác nhá, dàn sới và dàn cày đây, dàn rạch có luôn đấy. Và cuối cùng thì cho em Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác. Hôm nay thứ sáu lại máu chảy về tim, một để chúc sức khỏe, một để chào đoàn viên trong cuộc sống mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ngày mai em đi ra Bình Thuận đám cưới 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Bác nào xem video này mà có nhã ý uống cà phê với em thì em xin hẹn sáng ngày mai 9-10 giờ em đã có mặt ở tại Phan Thiết, Bình Thuận các bác nha, xã Hồng Sơn, Bắc Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 17 cây. Em sẽ đám cưới ở đấy. Bác nào ở gần đấy alo cho em đón em, anh em uống cà phê nói chuyện. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác. Và hôm nay Lê Tuấn đã làm một video gửi đến tất cả các bác đang thích dòng xe New Zealand và Mercedes Goshen thì hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn và xin chúc các bác hẹn lại video sau.